Sau những ngày hứng chịu mưa dông liên tiếp về chiều tối, miền Bắc đã bước vào một đợt nắng nóng mới từ hôm nay. Dạng thời tiết dịu mát đã không còn, thay vào đó là sự oi bức khó chịu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết đây là một đợt nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 37 độ. Ngay từ sáng sớm, nắng đã xuất hiện với cường độ khá gay gắt khiến người dân ở miền Bắc cảm thấy khó chịu vì đang quen với thời tiết mát trời nhờ những cơn mưa dông vài ngày trước. Riêng với thủ đô Hà Nội, nắng nóng ảnh hưởng khá nhiều đến việc khắc phục hậu quả trận dông lốc lịch sử. Do số lượng cây xanh bị đổ ngã quá nhiều, nên đến ngày hôm nay thì các công nhân công viên cây xanh mới cơ bản chặt tỉa và thu dọn xong. Giao thông đi lại của người dân cũng thông suốt trở lại, song trên nhiều tuyến phố, những bóng mát quen thuộc này đã không còn. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng sẽ duy trì từ nay cho đến 19 tháng 6, với nhiệt độ cao khoảng 37 độ. Sau đó, thời tiết sẽ hạ nhiệt nhờ những cơn mưa dông. Tháng 6 là tháng cao điểm của nắng nóng trong mùa hè, nên cũng thường xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn, do hiện tượng mặt đất bị hun nóng nhiều, dẫn đến đối lưu trong không khí tăng mạnh. Dù nhiệt độ cao nhất trong ngày không đạt được như mốc kỷ lục vào cuối tháng 5, song vẫn cao hơn trung bình cùng kỳ. Dự báo người dân ở khu vực Bắc và Trung Bộ vẫn còn phải đối mặt với ít nhất 6 đợt nắng nóng nữa.